Xin chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình nấu món cá hường muối xả cả nhà. Mình chiên. Hay mình nấu canh đậu hũ non này, mình nấu với canh hẹ. Mình có thịt xay nè. Đây mình có cái bầu hầm luộc, mình chấm nước tương nha. Mời cả nhà vào bếp với mình nha. Rồi bắt một cơm luôn cả nhà. Thì chảo nóng mình cho dầu vô mình chiên cá luôn cả nhà. Thì dầu nóng mình cho cá vô mình chiên luôn. Cá hường mình mua muối chả chiên ăn ngon lắm. Bắt hồi nước lên luộc bầu luôn á nha. Giờ cá chín cái mình đây mình lọc hẹ luôn. Lọc hẹ chút mình nấu canh với đậu hũ non. Đem cho vào đây. Đặt được tổng luôn mới sao. Em cũng lặt trong cái nhà cho đi đi rửa cái nhà rửa cái lầu luôn. Cá nó cũng chín bề rồi cả nhà, mình chở cho bề kia nó chín. Chiên lên giờ thịt ngon quá phải. Mình xếp cái bầu ra mình luộc luôn nha. Phân phân thì mình luộc. Bầu non nó xả luôn phải. Được chút thì làm nước tương đúng không ạ? Làm nước tương tỏi mình chấm. Rồi nồi nước mình cũng sôi rồi nè. Cho vô muỗng muối mình luộc bầu luôn. Rồi cho bầu vô luôn. Rồi bầu mình luộc cũng chín rồi cả nhà. Vớt ra dĩa luôn. Không thổi luôn. Không thổi vừa ăn luôn. Mình bắt hồi nước luôn lên nấu canh luôn cả nhà. Cá mình chín rồi mình gắp ra luôn. Cá ngon. Cá muối xả ngon.
Nước sôi ở nhà mình cho miếng vô tô, mình trụng hai miếng đậu hũ, trụng cho nóng xong cái mình cắt ra nhỏ nhỏ vậy. Mình cho thịt xay vô trước, rồi đậu hũ mình cũng trụng xong mình cắt ra nhỏ nhỏ vậy nè nha, bỏ vô canh mình nè. Mình cắt nhẹ ra luôn, cắt khúc khúc nhỏ ấy. Mình vớt bọt cái sạch rồi cho đậu hũ vô luôn đó nha. Rồi, cho đậu hũ vô luôn. Cắt vô luôn. Cho vô nồi canh một xíu muối. Muỗng hạt nêm. Cho muỗng nước ngọt thôi, xíu đường. Rồi, thịt với đậu hũ chín mình cho hẹ vô luôn đó nha, hẹ vô có nhắc xuống là được á, hẹ để mau chín. Rồi múc ra ăn cơm luôn đó nha. Cơm canh cũng chín cả nhà, mời cả nhà dùng cơm mình nha. Cả nhà dùng cơm, mời cha ăn cơm. Trời ơi, biết làm rồi.
thấm cái mùi hôi. Cái mút xương là hết thể rồi. Đúng rồi. Cho canh vô thôi. Canh đậu hũ á. Canh hũ đấu thì ngon lắm. Nó canh gì ăn được, canh hến đồ cũng ngon, nó canh đậu hũ cũng ngon. Bữa nấu canh hến bữa cũng ngon ha, hẹ nấu với hẹ. Dạ. Nó có trứng cái gì vậy? Ừ. Ngộ hơn, cá này có lại có trứng không? Dạ tươi, ngon lắm. Ngọt quá. Không thử rồi. Ngọt nước nữa rồi. Ngon.
quá ngọt. Ngon quá nhà. Ngày hôm qua được cá hồi muối xả chiên mình ăn cái canh hẹ nấu đậu hũ cái nhà ngon quá. Hôm bữa ăn gia đình mình cái kết thúc là cả nhà, hẹn cả nhà video kế tiếp là cả nhà. Cả nhà vô xem nhớ bấm đăng ký ủng hộ gia đình ăn mình nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.